anh em là có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Fireball, nạp các bác trong store, thầy thuê, tại khó, leo rent, hãy liên hệ Zalo mình 0976 782 982. Cảm ơn em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm clip về lấy con Michael Owen Ri cho anh em. Nói chung đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nói chung là thì một số anh em có thể lấy sớm và một số anh em bây giờ vẫn chưa lấy được, tại vì vẫn vướng mắc một số cái mốc á, cái nhiệm vụ nè chưa hoàn thành được đó. Thì hôm nay mình làm clip lấy con Michael Owen và nói chung là sẽ nói lại cái các cái nhiệm vụ mà sao để lấy được con Michael Owen này đó anh em. Thì bây giờ trước tiên mình sẽ lấy con Michael Owen trước ha ha. Đó, ngon em hàng ri đấy, lấy thôi hàng ri đấy, Michael Owen em. Thì nhìn chung cái nhiệm vụ trong cái sự kiện Sharp Shifter này á thì cũng khá đơn giản anh em, nhưng mà có một số anh em còn vướng mắc một số cái nhiệm vụ á chưa lấy được. Đấy, có một số anh em thì lấy sớm rồi, lấy ngay từ đầu ngày đầu tiên luôn rồi đó, còn một số anh em thì vướng mắc một cái gọi là gì ta, một cái tí nữa mình sẽ nói cho mày ha. Bây giờ trước tiên mình sẽ nói lại cái nhiệm vụ làm sao để lấy được con Michael Owen miễn phí này. Nó có rất là nhiều nhiệm vụ anh em ấy. Bây giờ cái đầu tiên á là con Michael Essien, cái con này á thì anh em phải hoàn thành 15 cái nhiệm vụ thì anh em mới lấy con này miễn phí anh em đó. Tiếp theo là con Macaulay, là anh em chỉ cần hoàn thành 5 cái nhiệm vụ trong cái phần này là anh em sẽ lấy con Macaulay đó, thì cái này đơn giản ha. Và tiếp theo một Sharp Shifter Player, có nghĩa là chỉ cần có một con cầu thủ Sharp Shifter Player trong đội hình thôi là anh em mở cái nhiệm vụ này đó, sẽ nói từ từ cho anh em ha. Tiếp theo nè, ghi 20 bàn thắng đó, có ghi 20 bàn thắng cho bất kỳ cái nào, dù đá hết chưa hết nè, về start hoặc là đá trận đấu với máy, bất kỳ 20 bàn thắng ha, cái này thì dễ rồi đó. Tiếp theo mà thành công 30 cái gọi là gì ta, chùi banh anh em, đánh trận á, chùi banh thành công 30 cái này là anh em hoàn thành nhiệm vụ này đó. Tiếp theo là chiến thắng 2 trận đấu trong event hoặc là challenge mode là được đó. Nói từ từ cho anh em hiểu nha, anh em nào chưa hiểu cứ tua lại ha. Tiếp theo là anh em training một cầu thủ trong đội hình, training bất kỳ ai cũng được, cứ training là được đó. Và tiếp theo Sharp Shifter Challenger 1, thắng 2 trận đấu trong VS Touch hoặc là head to head đó là ok, 2 trận đấu anh em ha, trong VS Touch hoặc là head to head. Tiếp theo Sharp Shifter Store Newcomer, có nghĩa là gì anh em, anh em phải mở một cái coi cái bắt trong store, mà một cái bắt trong to, một cái bắt anh em trong store mà trong cái Sharp Shifter là được. Tiếp theo nó yêu cầu là 3 Sharp Shifter Player, có nghĩa là 3 cầu thủ Sharp Shifter trong đội hình là được, không cần gì hết em, cứ cho vô đội hình là hoàn thành cái nhiệm vụ này đó, rất là dễ anh em, rất dễ lắm. Tiếp theo nè, Sharp Shifter Elite Goal Score, nó kêu là ghi 50 bàn thắng ở bất kỳ các trận đấu nào, như là gì, trong đá với máy nè, đá với stud nè, đá với head to head nè, như bất kỳ nha anh em, nhưng yêu cầu là phải có một cầu thủ Sharp Shifter trong đội hình đó, một cầu thủ là được rồi, một cầu thủ Sharp Shifter trong đội hình là được đó, ghi 50 bàn thắng nha anh em, 50 bàn thắng ha, bất kỳ ha. Rồi tiếp theo Sharp Shifter Elite Defender, có nghĩa là mình phải hoàn thành 80 lần cái chùi banh hoặc là phòng thủ, hoặc phòng thủ nghĩa là mình đánh trận anh em, đánh trận á, và có một cầu thủ Sharp Shifter trong đội hình, bất kỳ anh em đá bất kỳ luôn nha, bất kỳ trận đấu nào, như là đá với máy nè, đá head to head nè, đá về tắt luôn, tính luôn nè, tính luôn, cứ là đánh trận là được à, ok anh em. Tiếp theo winning streak có nghĩa là gì, nghĩa là thắng 8 trận đấu trong event hoặc là challenge mode và có một cầu thủ trong cái đội hình mình đá là được, là nó tính nha em. Nó yêu cầu là các bạn có một cầu thủ Sharp Shifter trong đội hình thì mới được tính nè, thắng 8 trận đấu ha, event hoặc là challenge mode, cứ như là anh đá với máy ấy, trong event á, trận đấu event á là tính tính mà 8 trận đấu thôi là ok. Tiếp tục Sharp Shifter Intermediate Trainer, đấy cái này tiếp tục là training một cầu thủ tiếp tục anh em, training tiếp anh em, sau đó giống cái training ta, cái training là chính training anh em, ở đây cũng training luôn.
Để mình coi lại cái trên nó nói trên nên như thế nào. Tại vì nó trên nên thì nó nhiều lắm anh em. Nó yêu cầu nên trên nên nhiều lắm nè. Đâu ta, nãy có một cái training mà ta. Đây anh em. À nó kêu là training bất kỳ Sorinho trainer 1A, 1 layer, 1 layer. Đúng rồi, 1 layer. Còn cái này là nó training gì ta? Training 1 layer luôn. Nhưng mà hình như là training layer subsister anh em. Đúng rồi, training 1 layer subsister lên. Đấy. Và tiếp theo nó yêu cầu gì? Subsister challenger 2, nghĩa là thắng 8 trận đấu VS Tất hoặc là Head to Head có một cầu thủ sáp shooter trong đội hình đó. Cái này mà thắng 8 trận đấu ha, còn trong VS Tất hoặc là Head to Head yêu cầu phải có một cầu thủ sáp shooter trong đội hình đó. Và tiếp theo sáp shooter storm member có nghĩa là gì? Nó yêu cầu anh em là mở bắt 5 lần trong sum store, 5 lần nha anh em, mà 5 lần trong to. Trong cái sự kiện subscriber 5 lần nha anh em. Là anh em phải mở cái bắt ghi cũng được đó, ghi đó là cũng tính luôn nha em, ghi cũng tính luôn. Đó. Hoặc là anh em dùng gen. Đó, cái gen này quan trọng anh em. Nếu anh em muốn đi sớm phải dùng gen hoặc là FFP để hoàn thành cái nhiệm vụ này. Đó, và không phải chờ mỗi ngày nó mở cho ghi một lần. Đây, tiếp tục. 5 subscriber player có nghĩa là phải có 5 cầu thủ subscriber trong cái đội hình là được, không cần đá gì hết em. Cứ cho đội hình là tính thôi. Không cần đá hết, nó thoải mái. Tiếp tục. Subsister Master Goal Score có nghĩa là gì anh em? Ghi 20 bàn thắng bất kỳ. Đó, bất kỳ nha anh em. Trong tất cả các trận đấu, nghĩa là đá với Tết nè, Head to Head nè, trận đấu với máy nè, bất kỳ. Đúng 20 bàn thắng phải có một cầu thủ Subsister trong đội hình thì mới tính nha anh em. 200 bàn thắng nha anh em, 200 bàn thắng. Ok anh em. Tiếp tục. Subsister Master Defender có nghĩa là anh em thành công 300 lần đánh trận hoặc là chùi banh nó bất kỳ trận đấu nào về Start Head to Head, trận đấu với máy luôn, tính luôn anh em, tính luôn đó. Có nghĩa là anh em phải có một cầu thủ sáp shooter trong đội hình thì mới được tính nha anh em. Đó, sáp shooter mình luôn tính ha. Tiếp tục Victory Master, anh em phải thắng 20 trận trong cái event hoặc là challenge mode với một cầu thủ sáp shooter trong đội hình đó, là thắng 20 trận bất kỳ trong cái event của sự kiện nào cũng được đó, hoặc là challenge mode đấy, 20 lần trận đấu anh em thắng như này phải thắng nha. Yêu cầu đặc biệt là gì? Phải có một cầu thủ subsister trong đội hình đó. Tiếp theo subsister senior trainer, cái này mình phải trên layer free 3 cái layer này, 3 cái layer trên nền 3 cái layer thì mới được anh em ha. Đấy, trên nền 3 layer lên là ok, này đơn giản rồi. Tiếp tục Subsister Challenger 3 thắng 10 trận với Astat hoặc là Head to Head với điều kiện là có một cầu thủ Subsister trong đội hình đó, thắng 10 trận nha anh em với Astat và Head to Head thôi và có cầu thủ Subsister trong đội hình nha anh em đó. Tiếp tục, à cái cuối cùng Subsister Store Real Member có nghĩa là gì anh em? Anh em phải mở bắt 14 lần trong store mà bắt nha, mà bắt nha của sự kiện sáp shooter đấy. Cái này là quan trọng, cuối cùng là quan trọng rồi đó. Cái này á mỗi ngày nó cho anh em ri một lần rồi tính một lần là mà bắt ri trong cái phần sáp shooter anh em đó. Còn lại á anh em muốn mở sớm thì phải dùng gen hoặc là FFB đấy, cái này là quan trọng nha anh em. Anh em là muốn mở sớm thì cái điều kiện cuối cùng cái này quan trọng nè, cái mở bắt trong store nè, anh em phải có gen hoặc là có FFB để mở sớm, chứ không hồi ngày nó cho anh em có một lần thôi nha anh em, một lần ri thôi. Thứ nhất là anh em phải 14 ngày anh em mới lấy. Còn anh em muốn đi sớm thì phải dùng gen hoặc là FPB vô store mở cái bắt subscriber. Đấy, cho đủ luôn. Còn các nhiệm vụ khác thì quá là đơn giản nè. Nãy giờ mình nói đó, training cầu thủ nè, đá VS Tất nè, hoặc là Head to Head nè, đá trận đấu nè, 300 bàn thắng. Anh em chỉ cần cày một ngày là xong thôi. Thật sự một ngày là xong luôn á, một ngày là xong luôn. Đấy, quan trọng là anh em mở bắt á, bắt đó, cái bắt á 14 lần nha anh em. Mở 14 lần bắt có nghĩa là anh em phải dùng gen hoặc là phi hebon để mở nhanh thì lấy sớm, còn không phải chờ 14 ngày 14 lần mở ri thì mới được cho anh em. Thì quá đơn giản rồi, thì hôm nay làm clip coi như là lấy Michael Owen ri cho anh em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thì nói thêm nói lại cho anh em cái này, nhiệm vụ này như thế nào, có nhiều anh em cũng bình luận ở dưới nói mình hướng dẫn
hoàn thành nhiệm vụ để lấy Michael Newell như thế nào thì mình nói nãy giờ anh em, rất là dễ anh chị em. Chỉ cần đá VS Touch, head to head, đá với máy, chỉ cần cho một cầu thủ sắp shifter vô đội hình thôi là anh em đá thôi. Còn vấn đề là 5 cầu thủ, 3 cầu thủ sắp shifter trong hình đó thì anh em quá dễ lên chợ anh em mua đi anh em, nó cũng rẻ lắm. Hoặc là anh em từ từ anh em lấy riêng, từ từ cho vô nó cũng hoàn thành thôi, rất là đơn giản thôi. Quá đơn giản cho anh em lấy Michael Newell, quá đơn giản, quá ngon anh em, thật sự là quá ngon. Có một phần nữa là có cái phần sắp shifter pass, có một số anh em chỉ cần một ngày là xong, một ngày là xong mở cái này đấy anh em thấy không, một ngày là xong mở cái này lấy thêm được hai con hàng ri trong đây, đó là con Carragher và con Veron, đó là anh em có thêm hai cầu thủ ri cho anh em đó là anh em cho vô đội hình thôi ấy, nó đơn giản thôi, quá đơn giản cho anh em. Đây là làm thêm anh em được thêm nè, đấy anh em cứ được thêm này nè, đấy được thêm còn nó ra cái gì cho anh em thêm nè, đấy trên hết nhanh đi. Thì nhìn chung á, cái nhiệm vụ trong sắp shifter á thì anh em chỉ cần cái có gen hoặc là FPB để mở sớm cái phần bắt store thôi, bắt trong store thôi, chứ thật sự thì mấy nhiệm vụ kia quá đơn giản rồi. Đấy thì hôm nay mình làm clip gọi là lấy Michael Newell cho anh em Ri và nói về cái nhiệm vụ như thế nào để cho anh em hoàn thành ha. Đấy Ri thì không bán được cho anh em, Ri không bán được, còn anh em là mở trong bắt store á thì bán được, mà Michael Newell bắt store bán được đó. Thì cái clip mà review Michael Newell mình đã làm cho anh em trước rồi, anh em nào chưa coi thì có thể vô kênh mình coi ha. Đó thì ok anh em, nay làm clip lấy Michael Newell miễn phí đó, tuyệt vời anh em, tuyệt vời. Và nói lại cái nhiệm vụ để làm sao lấy được Michael Newell miễn phí cho anh em, thì anh em thấy clip này hay á thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn anh em chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.